Kênh Hoàng Linh Vlog xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối an lành. Hôm nay có một số thông tin đáng chú ý như sau. Vĩnh Long ghi nhận 535 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long dương tính với Covid-19. Cán bộ học viên Bệnh viện Quân y 354 hỗ trợ chống dịch bệnh Covid-19. Long An bắt giam 7 bị can trong băng cướp vé số của cụ bà. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19. Trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12, Vĩnh Long đã ghi nhận 535 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, 335 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Ở thành phố Vĩnh Long là 116 trường hợp, huyện Long Hồ là 150 trường hợp, huyện Mang Thít là 14 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 27 trường hợp và huyện Trà Ôn là 28 trường hợp. 78 trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế. Và 122 trường hợp là F1 chuyển thành F0 đã được cách ly tại nhà trước đó tại các cơ sở y tế. Trong đó, tại thành phố Vĩnh Long là 47 trường hợp, huyện Mang Thít là 8 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 13 trường hợp, thị xã Bình Minh là 17 trường hợp và huyện Bình Tân là 37 trường hợp. Tổng hợp, tính từ ngày 1 tháng 1 đến 18 giờ ngày 6 tháng 12, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 14.278 ca nhiễm đã công bố và 535 trường hợp nhiễm Covid-19 mới chờ Bộ Y tế công bố. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12, số ca tử vong ghi nhận là 6 ca, cộng dồn là 117 ca. Kênh Hoàng Linh Vlog cũng đã tổng hợp được thông tin về các ca tử vong. Trường hợp 1 là một bệnh nhân nữ 68 tuổi, có địa chỉ tại Cà Mau, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, được chuyển từ Bệnh viện Dã chiến số 4. Trường hợp 2 là một bệnh nhân nữ 53 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, được chuyển từ Bệnh viện Dã chiến số 5. Trường hợp 3 là một bệnh nhân nữ 64 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, được chuyển từ Bệnh viện Dã chiến số 5. Trường hợp 4 là một bệnh nhân nữ 84 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại khu điều trị cúm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Trường hợp 5 là một bệnh nhân nam 54 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, được chuyển từ Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long. Trường hợp 6, một bệnh nhân nam 95 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại khu điều trị cúm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các trường hợp này đều là những trường hợp lớn tuổi, có bệnh lý nền, và thấp nhất là 53 tuổi, cao nhất là 95 tuổi. Thông tin thứ hai mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long dương tính với Covid-19. Cụ thể, kết quả xét nghiệm ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long dương tính với Covid-19. Sáng ngày 6 tháng 12, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thế Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, ký báo cáo kết quả giám sát, điều tra, truy vết trường hợp nhiễm Covid-19 tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long. Qua công tác điều tra, truy vết, đoàn công tác ghi nhận ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long, có kết quả dương tính với Covid-19 vào chiều cùng ngày. Ông Hiếu đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 trên 14 ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11, ông Hiếu đi làm tại cơ quan, ở phòng riêng, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, ông Hiếu có tham dự một số cuộc họp, trong lúc giải lao có tiếp xúc với vài người. Chiều sau khi làm tan về nhà, ông không đi đâu. Ngày 4 tháng 12, sáng 7 giờ, ông lên tỉnh ủy Vĩnh Long lấy mẫu PCR do liên quan đến trường hợp dương tính tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Sau khi lấy mẫu, về nhà đợi kết quả, thì kết quả lúc 17 giờ, mẫu gộp dương tính nên được liên hệ để lấy mẫu đơn. Kết quả mẫu đơn dương tính vào lúc 22 giờ cùng ngày. Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, bệnh nhân tham gia nhiều cuộc họp quan trọng. Tuy nhiên, trước mỗi cuộc họp đều có xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính, nên xác định trường hợp tiếp xúc gần từ thời điểm test nhanh kháng nguyên lần cuối âm tính. Từ ngày 2 tháng 12 đã ghi nhận 5 F1, trong đó có 4 F1 tại nơi họp và 1 F1 là người nhà. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, truy vết trường hợp ca nhiễm theo quy định và báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 địa phương. Thông tin thứ ba mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc cán bộ học viên Bệnh viện Quân y 354 hỗ trợ chống dịch bệnh Covid-19. Trưa ngày 6 tháng 12,
24 cán bộ học viên Bệnh viện Quân y 354 thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng đã tới Cần Thơ để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, ông Trần Quốc Luận, được lực lượng quân y hỗ trợ góp phần giúp bệnh viện cải thiện chất lượng điều trị, đồng thời giúp đội ngũ y bác sĩ bệnh viện giãn thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe để tiếp tục công việc. Theo đánh giá của ngành y tế, lượng bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố thời gian tới có khả năng tiếp tục tăng. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có phương án để tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Cụ thể, các bệnh viện dân lập, công lập đều cùng hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19. Những bệnh viện trọng yếu như Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Phụ sản chuẩn bị sẵn sàng cơ số giường bệnh tầng 3. Đặc biệt, đối với tầng 3 điều trị bệnh nhân nguy kịch ở Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, thành phố đã tính phương án mở thêm giường điều trị. Trước đó, vào ngày 4 tháng 12, lực lượng quân y gồm 189 cán bộ học viên thuộc các đơn vị Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Bệnh viện Quân y Cổ truyền Quân đội đã đến sân bay Cần Thơ và được phân về các tỉnh thành phố bao gồm Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang và Cục Hậu cần Quân khu 9 nhằm tăng cường hỗ trợ ngành y tế các địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thượng tá Đinh Xuân Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa ngoại Tổng quát Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần cho biết, tại thành phố Cần Thơ, lực lượng quân y gồm 39 cán bộ, học viên sẽ hỗ trợ 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở tầng 2 và tầng 3. Phần cuối của video là thông tin về việc tại Long An bắt giam 7 bị can trong băng cướp vé số của cụ bà. Cụ thể, nhóm bị can dàn cảnh mua vé số trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, sau đó khống chế nạn nhân để cướp toàn bộ tiền rồi tẩu thoát. Ngày 6 tháng 12, tin từ cơ quan điều tra huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt giam 7 bị can trong băng cướp vé số để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 10, bà NTNL, 62 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, đi bán vé số dạo trên tuyến đường giao thông liên xã. Lúc này, nhóm 8 thanh niên đi chung trên 4 xe máy kêu lại mua vé số. Lợi dụng khu vực vắng người, cả nhóm khống chế, dùng chìa khóa xe đâm gây thương tích cho nạn nhân. Sau đó, lục lấy toàn bộ tiền bán vé số cùng chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng của bà NL, rồi tẩu thoát. Quá trình truy xét, công an huyện Thủ Thừa xác định nhóm này hoạt động lưu động ở nhiều địa bàn khác nhau. Để đấu tranh làm rõ, ban chuyên án được thành lập lần theo dấu vết. Sau hơn một tháng tích cực điều tra, công an huyện Thủ Thừa đã tiến hành bắt khẩn cấp 7 bị can trong băng cướp vé số đang sống ở một số nhà trọ. Bước đầu, cả nhóm thừa nhận đã gây ra vụ án cướp tài sản của bà anh L. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra. Để động viên lực lượng phá án, ngày 5 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã quyết định khen đột xuất, đồng thời thưởng nóng cho tập thể ban chuyên án phá băng cướp vé số. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.